Hi, xin chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Buổi TV. Thì sau cái bài mà mình post lên để các bạn có thể hỏi những cái câu hỏi về các cái vấn đề của Huawei á, thì ngày hôm nay mình có thêm mời thêm một người nữa, đó chính là anh Tuấn Tâm à. Đó, cùng tham gia trả lời những cái câu hỏi mà các bạn đã hỏi. Đây, anh Tuấn. Thế giờ anh phải nói gì? Anh thích nói gì kệ anh à. Anh chào mấy bạn tiếng đi chứ. Thôi, cái đoạn vừa rồi cắt đi nha. À, xin chào các bạn. Ủa, hôm nay Điện Thoại Vui có cái mic hay nhỉ? Em nó có chọc vào người không? Không. À. Thì nói chung là ngày hôm nay thì mình cũng rất là vui khi được Thịnh Tu mời tới. Còn mình thì cũng không phải chuyên gia hay là chuyên gì đâu. Mình chỉ là có tình cờ quen được ông Dr. Strange, cho nên là cũng có biết được một vài thông tin. Còn bây giờ thông tin gì thì bây giờ để xem các bạn hỏi cái gì đã nhỉ. Rồi vào câu hỏi thôi em. Ok, câu hỏi đầu tiên đó chính là: AD ơi, em có nghe nói là Huawei đang tạo ra một hệ sinh thái mới dành riêng cho điện thoại của họ phải không? Hay nói cách khác là một cái hệ điều hành mới. Anh Tuấn nghĩ như thế nào? Đúng rồi, nói chung là có thông tin là Huawei đang xây dựng một hệ sinh thái bao gồm cả hệ điều hành cho điện thoại và máy tính luôn. Tên là cái gì nhỉ? Hồng Hoa hay là cái gì? Hongmen. Hongmen. Hongmen là... Nghe... dịch ra tiếng Việt là Hồng Minh. Nghe giống tên mì ramen. Hongmen. Thôi không đùa, nhưng mà nói chung là cũng là một cái rất là gọi là đáng khích lệ từ phía Huawei. Mình nghĩ là bản thân Huawei cũng như là những cái thương hiệu của Trung Quốc là họ đã làm và họ đã chuẩn bị cho cái điều này từ lâu rồi, bởi vì cái đất nước Trung Quốc ấy nó giống như kiểu là một cái thế giới hoàn toàn khác các bạn. Tất cả mọi thứ họ đều có hết, nhưng mà đúng là hệ điều hành điện thoại cũng như là máy tính thì họ chưa có thôi. Thế Triều Tiên còn có cơ mà. Triều Tiên có hệ điều hành riêng đó các bạn, cho nên là chả có lý do gì mà Trung Quốc không có. Mặc dù là cái điều hành của Triều Tiên thì nó có hơi giống Windows XP. Nhưng mà thôi, hy vọng là hệ điều hành của Huawei thì nó sẽ được xịn ngang với lại mấy cái phiên bản Windows mới, hay là Mac hay là Android mới các thứ, chứ không phải là lại tối cổ như là Triều Tiên nha. Rồi, ok, và xong câu hỏi đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đi đến với câu hỏi thứ hai, đó chính là Huawei sau này có bị rớt giá hay không vậy anh? Anh Tuấn nghĩ như thế nào? Mình thì mình nghĩ là rớt giá thì chắc chắn là có rồi, nhưng mà chỉ có với những cái mặt hàng cũ cũng như là những cái ở trong cái group mà, ví dụ mình lấy ví dụ đi, các bạn vào các bạn giao bán trong một cái group có rất là nhiều anh em, thì chắc chắn là sẽ có những ông anh em nhảy vào, những ông em không thiện lành ấy, những ông anh em gọi là dìm hàng nhảy vào là ôi giời, dăm ba con này sắp chết rồi này nọ này nọ, thì chắc chắn là sẽ có cái tình trạng ép giá là có trong những cái group công nghệ cũng như là những cái group buôn bán đồ công nghệ cũ. Thế nhưng mà theo như mình tìm hiểu thì những cái chuỗi cửa hàng hay là những cái siêu thị điện máy lớn, ví dụ như là đại lý Cellphone chẳng hạn, thì giá vẫn như thế. Nhưng mà thực sự mà nói thì phải nói một câu là có rớt giá đấy các bạn. Với những cái hàng cũ thì sẽ là rớt giá, còn với những cái hàng mới thì thực ra là các hãng bán điện thoại di động họ không thể làm giá được, bởi vì là đã ký hợp đồng với lại bên Huawei rồi, cũng như là cái phí nhập vào, cũng như là cái phần chi phí họ nhập vào là họ chưa thể giảm ngay được, mà họ đang đợi xem là cái vụ này nó có trôi qua hay không, nhưng là cái giá họ chưa giảm đâu. Nhưng mà hàng cũ là hơi khó bán đấy các bạn. Ông quay phim có cái quách giờ đấy, mình rồi. Nói đến cái phần này là quay phim chạy ra ho rồi khóc lóc, tại vì là ông ấy có cái Huawei Watch đang định bán, khổ đang thế, đang định bán thì lại gặp phốt xong luôn. Cái thôi để dùng đi em ơi. Ok, và câu hỏi thứ ba là các hãng điện thoại khác của Trung Quốc, ví dụ như là Xiaomi, Honor, Vivo thì có bị ảnh hưởng không anh? Thì mời anh Tuấn trả lời câu tiếp theo. Sao mày các bạn đang trả lời mãi đấy nhở? Em phóng viên mà. Phóng viên cái gì? Phóng viên. Anh có biết cái gì hơn mày đâu? Tự nhiên lại bắt ra đây ngồi như là ông chuyên gia, ai có biết cái gì đâu. Thôi được rồi, mình sẽ cố gắng. Thì nói chung là ok, để anh cố gắng trả lời. Thì nói chung là các hãng điện thoại của Trung Quốc ấy thì hiện tại bây giờ chưa bị ảnh hưởng, nhưng mà đang sợ xoắn cả đái vào. Úi dồi ôi, Huawei ấy, nói thật với các bạn ấy là đầu tàu của nền công nghiệp điện thoại di động rồi. Nói chung là công nghệ của Trung Quốc là Huawei đi đầu rồi, mà ông anh cả ông ấy bị dìm cho không ngóc đầu lên nổi thì càng. Mà mình thấy cũng lạ,
chả thấy mẹ mẹ Trung Quốc lên tiếng gì nhỉ, chả thấy bênh vực gì, hay là chưa thấy có động thái gì có, gọi là có, báo Trump là phải nhưng mà xin lỗi. Nó chỉ là một cái biện pháp ngoại giao thôi, nó giống như kiểu là tôi quan ngại sâu sắc về vấn đề này, thế thôi. Trường Sa mà Hoàng Sa. Thôi, mày chết, mày vớ vẩn. Thực tế thì các bạn hiểu như thế này, Huawei thì họ bị Mỹ đưa vào cái danh sách blacklist á, không phải là bởi vì đơn giản là họ đến từ Trung Quốc, mà Huawei dính vào cái scandal về ăn cắp công nghệ, cũng như là ăn cắp một số những cái bí mật gọi là quan trọng của bên Mỹ. Nhưng mà nó cho nên là mới bị Mỹ đưa vào cái blacklist, chứ còn những khác còn lại thì họ chỉ bán điện thoại di động thôi, chứ họ không có những cái mảng kinh doanh khác như là buôn bán thiết bị viễn thông hay là lằng nhằng khác. Họ chỉ có làm điện thoại thôi, thì ở hiền thì cũng gặp lành, không vấn đề gì. Nhưng mà những cái hãng như thế này ấy, thì đúng là cũng đang hơi bị sợ đấy. Tại vì là thực ra là cái một phần lớn của cái lý do mà Huawei bị vấn đề là cũng bởi vì là Trung Quốc và Mỹ đang có xích mích với nhau. Cho nên là sắp tới thì chưa biết thế nào, nhưng mà hiện tại thì chưa bị gì. Và tiếp theo là câu hỏi thứ tư là: anh ơi, có phải từ Huawei P30 Pro đổ về trước vẫn được hỗ trợ Google Maps và Share Play, còn khi Huawei ra mẫu mới sau đời P30 Pro thì sẽ phải dùng hệ điều hành mới, thì liệu có nên mua? Đó. Mời anh Tuấn. Sao mày lại mời anh à? Mời tiếp mà. Bây giờ trong cái câu này có hai câu, bây giờ anh em mình chọn mỗi thằng một câu đi. Mày lại bắt anh trả lời à? Thôi câu này mày trả lời đấy. Hai câu lận mày trả lời đấy. Nhưng mà kính lão đắc thọ, anh trả lời chú là không mẹ anh rồi, chú vô đi. Mà kính lão đắc thọ anh, chú không mẹ anh gì cả, ba mẹ không có trả gì mình gì cả. Doctor Trang anh chưa là quen Doctor Trang. Thôi đâu, còn gì nào? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi, mày chọn đi. Mày trả lời trước. Được rồi. Rồi. Anh làm chứ. Nhanh cái để còn đi về nói quá rồi. Rồi, ok, trả lời câu đầu tiên này, là nửa đầu tiên là P30 Pro đổi về trước vẫn được Google Maps, đúng rồi. Nói chung là những cái máy đã bán ra của Huawei thì sẽ không bị bất cứ một cái vấn đề gì tại thời điểm hiện tại, chưa bị làm sao cả. Nhưng mà đến cái lúc mà cập nhật phiên bản phần mềm mới của Android ấy, thì rất có thể là sẽ bị chậm thôi, chứ không phải là không được dùng. Bởi vì là thực ra là đã làm mã nguồn mở thì ai cũng được dùng thôi, cho dù bạn là tội phạm hay là bạn có là ai thì bạn vẫn được dùng, nhưng mà là sẽ bị chậm đấy, không được cập nhật sớm. Hay là ví dụ như kiểu là lỡ mà nó có lỗi gì đấy không tương thích với máy của họ thì Google họ cũng sẽ không quan tâm cái máy. Rồi, và cái vế thứ hai đó chính là: còn khi mà ra những cái mẫu phía sau của Huawei P30 Pro thì có phải dùng hệ điều hành mới hay không? Thì mới đây á, một cái mình tìm hiểu được đó chính là cái chiếc Mate 30 và Mate 30 Pro thì cũng chuẩn bị ra mắt. Thì có thể là nó sẽ được cài luôn cả cái Homeman OS luôn, chứ không có dùng Android, và có luôn cả app riêng, rồi là có luôn cả cái Play Store riêng, gọi là cửa hàng riêng luôn. Và cái hệ điều hành này thì nó sẽ có cho cả phiên bản quốc tế lẫn là phiên bản nội địa của Trung Quốc. Cho nên là hiện tại mà nói có nên mua hay không thì sẽ rất là khó để trả lời được. Tại vì là còn bây giờ tính tới thời điểm hiện tại thôi đã có rất là nhiều những cái tin tức nó khác nhau rồi. Sáng hôm sau nữa tin tức khác nữa thì sẽ mình thấy là rẻ thì mua, cho thì xài. Ừ. Chứ còn kiểu một triệu thì thôi, một triệu một cân thì được, không một triệu một cân thì được đó. Và kết thúc câu hỏi thứ tư, và tiếp theo câu hỏi thứ năm thì anh nghĩ nếu Huawei tự làm hệ điều hành riêng của mình thì anh nghĩ họ sẽ đặt tên là gì? Anh Tuấn nghĩ là gì? Tên rồi mà, mặc dù là có tên rồi nhưng mà bây giờ mình đặt đi. À, mình đặt hả? Ừ, anh đặt đi, gọi là mình đặt gì? Mình bây giờ anh mà là Huawei thì anh sẽ đặt là cái gì chửi Mỹ đi nhỉ? Ăn lồn rồi. Ăn lồn rồi. Đó, thì đây là mình và anh Tuấn sẽ đặt tên là này Alan là, rồi. Đây là tên hay, tên này cũng rất là hay, nghe còn hay hơn là Android đấy. Ừ, Alan rồi. Đó. Cho nên là thực ra thì đã có cái tên sẵn rồi, Huawei họ đã đặt cái tên nó từ rất là lâu, từ năm 2012 khi mà họ bắt đầu họ biết được, họ dự đoán được là mình sẽ lâm vào những cái tình trạng như vậy, thì họ đã đặt tên cho cái hệ điều hành đó rồi, đó tên là Homeman OS như mình đã nói. Còn cái mà cộng đồng mạng hay là anh em mình ngồi đặt thì chỉ là cho vui thôi, ăn lon rồi đó. Thì xong câu thứ 5, thì câu thứ 6 là: anh ơi,
Còn những cái hãng ví dụ như Honor, Honor là một hãng con của Huawei, thì hãng có tập trung mạnh tay hay không? Tại vì cái Honor vẫn còn được bán ở Mỹ. Thì anh Tuấn nghĩ như thế nào? Bởi vì là Honor thì là một hãng riêng, cho nên là mình nghĩ là Huawei sẽ tập trung rất là mạnh vào Honor trong thời gian sắp tới. Bởi vì là đơn giản là Mỹ thì theo mình là một cái đất nước mà họ chuyện nào ra chuyện đó. Họ cấm Huawei thì họ sẽ chỉ cấm Huawei thôi, chứ còn Honor thì mặc dù là bởi vì là họ Huawei đó đã phải tách hẳn ra thành một cái brand khác rồi, cho nên là mình nghĩ là vẫn sẽ ok thôi. Thực ra là trước đây thì P30 Pro đâu có được bán tại Mỹ đâu, mà những cái máy khác của Honor thì vẫn được bán tại Mỹ, nên là Huawei trong thời gian tới chắc là sẽ tập trung vào Honor để bán ra quốc tế cũng như là bán ở Mỹ. Nhưng mà cái này thì chắc là cũng chỉ gọi là anh em mình ngồi đây đoán bừa thôi, chứ còn chả biết được ông Mỹ ông ấy định nào. Vừa mới báo Dr. Trend biết hết. Dr. Strange thì cũng Dr. Strange lúc em có thấy cái vẻ mặt Dr. Strange lúc mà nói với Iron Man không? Cái mặt không có chắc chắn đâu. Chém gió đấy. Và tiếp tục thì câu hỏi thứ 7 là Huawei đã làm sai điều gì mà Google lại gắt như vậy? Câu này thì thực ra là không phải là Google gắt đâu các bạn, mà là Donald Trump, bác Trump gắt quá. Này là bác Trump, bác ấy đưa Huawei vào một cái danh sách blacklist. Nói thẳng ra là một cái danh sách gọi là chúng mày không được động, không được chơi với thằng này cho tao. Đấy, gọi là Hitler. Không được chơi với lại Huawei. Tất cả các công nghệ của Mỹ thì nói thôi, chứ dù là Google hay là Apple thì cũng vẫn phải nghe lời bác Trump hết. Thì đã làm gì thì theo mình thì là có hai tội lớn nhất. Một là tội sinh ra ở Trung Quốc, đấy là một cái tội. Hai là họ thì trong cái quá trình mà họ làm ăn tại Mỹ ấy, thì họ lại gọi là ăn cắp công nghệ của một số những cái hãng, nó chẳng ra là của bên hình như là T-Mobile à? T-Mobile. Ăn cắp công nghệ, cụ thể một chút thì là công nghệ về robot của T-Mobile. Và hình như là còn thêm một cái tội nữa là họ bán thiết bị cho Iran. Iran là một cái nước mà Mỹ cấm vận. Có nghĩa là một công ty Huawei được đặt tại Mỹ là phải theo luật của Mỹ đúng không? Nhưng mà Mỹ cấm vận Iran. Thế nhưng mà công ty của Huawei lại dùng những mối quan hệ rồi bán những cái thiết bị của Mỹ sang cho bên Iran. Đấy, thế là chết vụ đó. Đến mức mà con của founder và nói chung là CEO. gọi là gì nhỉ? Giám đốc tài chính founder. Nói chung là con gái của chùm cuối Huawei ấy là còn bị bắt cơ mà. Ghê lắm, căng lắm. Và tiếp theo câu hỏi thứ 8 là Huawei sẽ làm gì để khắc phục cái vụ này? Thì câu này thì để mình cho mình trả lời Dr. Trend nghỉ ngơi đi. Thì không như là trả lời sai tao đập chết. Đấy, mày trả lời đi. Ok anh. Thì đầu tiên thì Huawei họ có ra một cái hệ điều hành mới, đó chính là Harmony. Cái thứ hai là Huawei họ sẽ tự sản xuất chip. Tuy nhiên lại có một cái vấn đề nữa, đó chính là ARM. ARM là một cái công ty phải gọi là, thực sự em nghĩ anh Tuấn, anh nói Google là trùm cuối, nhưng mà em nghĩ ARM mới gọi là trùm cuối của cái vụ này. Tại vì các bạn đều biết, kể cả Apple, Samsung hay là Qualcomm hay là tất tần tật, mấy ông nào mà làm chip trên điện thoại đều phải phụ thuộc vào ARM. Tại vì họ có những cái tập lệnh, họ có những cái mã code và họ có những cái kiến trúc nhân ARM. Và những cái nhân này nó hoạt động ổn định trên hệ điều hành Android cũng như là iOS của Apple từ mấy chục năm nay rồi. Cho nên là rất là gắt với Huawei về việc này. Và ARM hiện tại thì cũng là người chơi với Huawei rồi. Cho nên là khi mà ví dụ như không có Google, không có Android thì có thể dùng Harmony. Và tuy nhiên á, thì không có ARM thì gần như là Huawei không có làm được chip luôn. Tại vì keyring của họ vẫn phải dựa trên nền tảng ARM. Một cái việc đây mới gọi là trùm cuối của cái cuộc chơi này. Anh thì anh nghĩ là Huawei khó và chắc là cũng chả làm được gì đâu. Bây giờ chỉ có Trung Quốc, Bắc Tập Cận Bình ra mặt rồi đàm phán hay là như nào đấy với Mỹ thôi. Chứ còn thực sự là Huawei thì cũng không làm được điều gì nhiều đâu. Tại vì cái này nó giống như kiểu là Mỹ họ gọi là dùng Huawei để răn đe Trung Quốc rồi. Cho nên là cái này là bài toán của Trung Quốc, chứ không phải là bài toán của Huawei nữa rồi. Đó.
bài toán chung của cả Trung Quốc. Cho nên là thôi, nói chung về những cái vấn đề cao siêu hơn về chính trị thì chúng ta sẽ không có bàn tới, chúng ta sẽ chỉ nói về gọi là về công nghệ thôi. Đó, cho nên là Huawei họ có đưa ra hai phương án là tự làm chip và tự làm hệ điều hành. Tuy nhiên tới thời điểm hiện tại thì cả hai phương án này đều là một cái quãng đường rất là dài. Đó, khó, khá khó lắm. Và tiếp tục câu hỏi cuối cùng, và nói chung là sẽ có rất là nhiều câu hỏi, tuy nhiên thì mình sẽ lọc ra tại vì các câu hỏi này đều khá là giống nhau. Đó, thì câu hỏi cuối cùng là những máy đã bán ra thì có bị ảnh hưởng gì không ạ, và ảnh hưởng như thế nào? Thì câu này nó tương tự như trên anh Tuấn. Mình bỏ câu này luôn cũng được. Ừ, vậy thôi bỏ. Đó, thì nói chung anh Tuấn cũng trả lời ở phía bên trên rồi, những cái máy mà đã bán ra rồi á thì sẽ không có ảnh hưởng. Tới tính tới thời điểm hiện tại thì sẽ không có ảnh hưởng. Tuy nhiên về lâu về dài á, mà cái vụ việc này nó cứ như thế này mãi thì chắc chắn là sẽ có ảnh hưởng rất là lớn. Đầu tiên về việc cập nhật phần mềm, cái thứ hai là người dùng đã mua rồi sẽ rất là thiệt, tại vì khi mà bán ra thì máy nó rớt giá. Sẽ bị để lại cho con cháu sau này. Ui, còn biết đây là máy gì không? Cháu biết đây là máy gì không? Đây là P30 Pro. Con này là ngày xưa là huyền thoại lắm. Điệp mẹ sinh ra cái chết luôn. Ừ, sinh ra cái chết luôn. Không. Honor V20 mới gọi là một cái sản phẩm hiệu nhất. Nó vừa được trình làng trong tuần này, vừa ra là Google bật. Và các bạn đã biết kết quả. Và các bạn cứ tưởng tượng thời điểm hiện tại của Huawei và những cái hãng khác, các bạn cứ tưởng tượng cái cây xương rồng này là mẹ cây thiệt á. Trời ơi, thốn lắm. Đó, cho nên là thực sự là rất là cảm ơn anh Tuấn đã cùng tham gia vào cái buổi ngày hôm nay. Thực ra đây là một cái số hỏi gì đáp nấy, số đặc biệt của tuần này, và chỉ có tuần này mới có thôi, tại vì phốt của Huawei và drama của Huawei quá là lớn, cho nên là anh em mình quyết định làm cái số này để trả lời những cái câu hỏi của các bạn. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của bọn mình, và nếu như thấy video này hữu ích đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ thì xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn những lần sau.